Xin kính chào quý vị khán giả. Thục Anh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Cuối cùng, suy đoán trong nhiều tháng qua về một cuộc leo thang chiến tranh ở Gaza dường như đã thành sự thật. Các cuộc tấn công mới của Iran nhằm trả đũa vụ 7 công dân nước này thiệt mạng do các đòn không kích của Israel tại Syria, được cho đã khiến một người Israel bị thương nặng. Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei trước đó tuyên bố chế độ Do Thái độc ác sẽ bị trừng phạt. Với sự hỗ trợ của các thiết bị phòng vệ tối tân, thiệt hại nhân mạng của Israel dường như không đáng kể. Thế nhưng, hành động này gửi đi một tín hiệu đáng quan ngại rằng Iran sẵn sàng vượt qua các lằn ranh đỏ trong cách tiếp cận với Israel. Sau cuộc tấn công vào Đại sứ quán Iran ở Damascus ngày 1 tháng 4, hầu hết các quan chức an ninh Israel dự đoán Iran sẽ không trả đũa bằng lực lượng quân sự căn cứ vào các chính sách lâu dài của Tehran tại khu vực. Phán đoán đó dường như đã sai lầm. Bất chấp tuyên bố kết thúc đòn đáp trả từ giới chức Iran, bản thân Israel vẫn bị đẩy vào một lựa chọn bước ngoặt. Tiếp tục trả đũa hay không? Sau vụ việc Hamas, tâm lý hòa hoãn dường như là điều không thể chấp nhận được đối với công chúng và giới lãnh đạo Israel. Bởi vậy, các nhà quan sát cho rằng một cuộc tấn công trực tiếp chưa từng có của Iran vào Israel có thể đặt nước này vào thế buộc phải trả đũa. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra tuyên bố trên truyền hình trước khi máy bay không người lái của Iran được phóng rằng tôi đã đặt ra một nguyên tắc rõ ràng, ai làm hại chúng tôi làm hại họ. Israel đã thông báo cho người Mỹ và các chính phủ trong khu vực rằng phản ứng của họ là không thể tránh khỏi. Theo các chuyên gia, nếu kịch bản này xảy ra, lựa chọn quân sự của Israel bao gồm phóng máy bay không người lái và không kích tầm xa vào các căn cứ quân sự hoặc cơ sở hạt nhân của Iran. Ít có khả năng Israel sẽ phóng tên lửa từ tàu ngầm, vốn được dành riêng cho những cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất. Căng thẳng ở Trung Đông đã liên tục đẩy giá năng lượng tăng cao trong năm mà nền kinh tế toàn cầu vẫn đang chật vật để duy trì đà tăng trưởng và kiềm chế lạm phát. Giá dầu thô Brent đã tăng lên hơn 90 đô la Mỹ một thùng và có thể còn tăng hơn nữa sau các động thái này. Chỉ huy Hải quân lực lượng vệ binh cách mạng Iran Ali Reza Tansiri cho biết hôm thứ Ba tuần trước rằng nước này có thể đóng cửa eo biển Hormuz nếu thấy cần thiết. Khoảng 1/5 tổng lượng tiêu thụ dầu của thế giới đi qua eo biển này hàng ngày. Với việc Israel đang xem xét các đòn trả đũa, giá dầu được dự báo sẽ tiếp tục đà leo thang khi sự việc trở nên khó lường hơn. Theo dữ liệu của Bloomberg, giá dầu Brent thế giới đã tăng tới 2,7% lên mức 92 đô la Mỹ một thùng, mức cao nhất đạt được trong những ngày đầu của cuộc chiến. Cộng với việc nhóm OPEC đã gia hạn mức cắt giảm tự nguyện 2,2 triệu thùng mỗi ngày để duy trì sự ổn định của thị trường, các nhà phân tích dự đoán giá vàng đen có thể tăng lên trên 100 đô la Mỹ một thùng nếu kịch bản xung đột rộng hơn nổ ra ở Trung Đông. Theo Bob McNally, chủ tịch Rapidan Energy và cựu quan chức năng lượng cấp cao trong chính quyền Bush, giá dầu thô Brent kỳ hạn có thể tăng vọt lên 100 đô la Mỹ một thùng nếu Iran trực tiếp tấn công Israel. McNally nói với CNBC, nếu sự leo thang dẫn đến sự gián đoạn ở eo biển Hormuz, giá dầu có thể tăng lên 120 hoặc 130 đô la Mỹ một thùng. Một số tác động đã dần hiển hiện, dễ thấy nhất là áp lực lạm phát có nguy cơ tăng vọt giữa bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang chật vật thoát khỏi tình trạng suy thoái. Giá năng lượng cao hơn có nguy cơ làm giảm khả năng FED cắt giảm lãi suất. Gần đây, CPI của Mỹ bắt đầu chững, đà giảm khiến các quan chức hàng đầu của FED ngày càng không chắc chắn về kế hoạch giảm lãi suất được nhiều nhà đầu tư toàn cầu kỳ vọng. Nếu kịch bản leo thang xung đột Israel-Iran xảy ra đưa giá dầu lên trên 100 đô la Mỹ một thùng, có rất nhiều khả năng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ phải trì hoãn việc cắt giảm lãi suất mà họ đã đưa ra kể từ cuối năm ngoái, như James St. Albin, giám đốc đầu tư tại Sierra Mutual Funds, nhận định địa chính trị đang chống lại FED. Thị trường chứng khoán Mỹ cũng chao đảo sau thông tin về vụ tấn công Iran nhằm vào Israel. Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones DJIA đã giảm ngày thứ Năm liên tiếp vào thứ Sáu tuần trước, ghi nhận mức giảm 2,4% theo tuần, lớn nhất kể từ tháng 3 năm ngoái. Các cổ phiếu công nghiệp cũng bị bán tháo vào thứ Sáu khi các nhà đầu tư giảm thêm hy vọng về việc FED cắt giảm lãi suất sắp tới. Một loạt các tài sản khác cũng biến động mạnh trước nguy cơ về leo thang xung đột Israel-Iran. Trái phiếu kho bạc Mỹ đã tăng mạnh khi đồng đô la Mỹ tăng giá trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị khiến các nhà đầu tư quay lưng lại với các loại tiền tệ rủi ro hơn của thị trường mới nổi. Trong khi đó, giá vàng, theo truyền thống được coi là một tài sản trú ẩn an toàn khác, đã tăng lên mức cao kỷ lục mới trên 2.400 đô la Mỹ một ounce, trước khi đảo ngược mức tăng đó vào cuối ngày thứ Sáu tuần trước.
Tuy nhiên, các nhà phân tích phố Wall cho rằng đây chỉ là phản ứng nhất thời của thị trường. Như nhận định của một nhóm chiến lược gia từ Bank of America, điều quan trọng là căng thẳng hiện tại có thể bùng nổ thành một cuộc chiến toàn diện hay không. Một điều mà hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng cả Iran và Israel đều muốn tránh. Tình trạng leo thang xung đột Israel-Iran đến mức đó vẫn khó xảy ra, Sean Albin nói và nhấn mạnh, giống như bất kỳ cuộc đàm phán nào mà đang cố gắng thúc đẩy phía bên kia, cả Israel và Iran đều đang đe dọa, nhưng không ai trong số họ thực sự muốn đối đầu trực tiếp. Thị trường lóe lên những dấu hiệu xấu ngay từ đầu ngày 14 tháng 4 do lo ngại xung đột lan rộng ở Trung Đông sau khi Iran phóng hơn 300 máy bay không người lái, drone và tên lửa các loại để trả đũa Israel. Giá tiền điện tử, cụ thể là Bitcoin, giảm khá mạnh vào tối 13 tháng 4 giờ Mỹ. Đây là dấu hiệu đầu tiên báo hiệu về tình trạng hỗn loạn của thị trường khi các nhà đầu tư bắt đầu cân nhắc các rủi ro về viễn cảnh xung đột lan rộng ở Trung Đông. Bức tranh đầy đủ hơn về phản ứng của phố Wall trước cuộc tấn công quân sự toàn diện lần đầu tiên của Iran nhằm vào Israel sẽ xuất hiện vào tối ngày 14 tháng 4, tức sáng ngày 15 tháng 4 theo giờ Việt Nam, khi giao dịch tương lai mở cửa ở Mỹ đối với cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa và tiền tệ. Dù vậy, diễn biến các phiên giao dịch ngày 12 tháng 4 cũng cung cấp phần nào dự đoán về việc gì sẽ xảy ra. Thông tin Iran sắp tấn công Israel dẫn đến một loạt biến động giá, trong đó cổ phiếu bị bán tháo trong phiên giao dịch cuối tuần qua mà dẫn đầu là nhóm cổ phiếu công nghệ. Giá Bitcoin đã giảm 5% trong phiên giao dịch ngày 12 tháng 4, trong khi đồng Ether giảm hơn 7% và XRP giảm 13,5%, theo CoinMarketCap. Ngày 13 tháng 4, đồng tiền kỹ thuật số hàng đầu hiện nay còn giảm mạnh hơn, với mức giảm 7,9% xuống còn 61.842 đô la Mỹ. Đây là lần giảm mạnh nhất của Bitcoin trong năm, kể từ khi lập đỉnh ngày 14 tháng 3 với 73.794 đô la Mỹ. Đồng đô la Mỹ tăng giá do căng thẳng địa chính trị khiến các nhà đầu tư quay lưng lại với các loại tiền tệ rủi ro hơn của thị trường mới nổi. Ngay cả đồng euro cũng giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng so với đồng bạc xanh, một phần do thị trường đang cân nhắc khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu cắt giảm lãi suất trước Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Vào ngày 15 tháng 2, Viện Tài chính Quốc tế IIF trụ sở ở Washington đã công bố báo cáo về hậu quả kinh tế toàn cầu do chiến tranh khu vực. Theo đó, một kịch bản bi quan có thể khiến tăng trưởng toàn cầu giảm 0,4 điểm phần trăm so với kịch bản cơ sở vào năm 2024, dẫn đến tốc độ tăng trưởng toàn cầu chỉ còn 2,4%. Trong kịch bản bi quan này, Trung Đông phải đối mặt với những hậu quả thảm khốc, bao gồm khả năng gián đoạn sản xuất dầu, chính sách tiền tệ thắt chặt ở các nước GCC, gồm 6 quốc gia vùng vịnh là Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain và Oman, và thiệt hại về cơ sở hạ tầng ở Lebanon và Israel. Nền kinh tế Iran có thể suy giảm khoảng 5%, với lạm phát vượt quá 100%, nền kinh tế Ai Cập có thể bị ảnh hưởng do lượng hàng hóa đi qua kênh đào Suez giảm. Xung quanh vụ việc trên, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan, nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé! Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!